Xin thân ái mến chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đang bán con Yanma 3T82. Con này 25 PS ha, tương đương với 25 HP. 25 ngựa nha các bạn. Đây. Con này là Yanma 3T82. 25 HP. Đây full combo dàn cầu với nóc xịn 5 căn Cà Mau các bạn. Đây dàn cầu với nóc xịn 5 căn Cà Mau làm. Chủ nhân xài kỹ nha. Xài xong rồi chú về chú cảo lên rồi chú xúc nước ngọt nha. Bởi vì cái đường nước của nó rất ok các bạn. Tại vì chú cảo lên nè à, chú mua cảo chú cảo lên luôn. Bây giờ chú về chạy xong là chú xúc nước ngọt lại. Bởi cái máy mình là cái mấy cái lỗ nước là nó rất là thông nha à, máy này rất là im. Dàn hơi thì bao anh em luôn nha. Máy này bao dàn hơi. Hơi hám là còn rất là im. Tại vì máy này chú nói là chưa sáng xúc bắp nào luôn nha. Nói chung là còn ghim can xào bén luôn á. Thì cuối video mình để mình test cái làn hơi của nó cho bạn xem nha. Full combo chọn bộ nha các bạn. 3T82 Yanma 25 HP. Full combo dàn cầu với nóc. Giá em nói ra đi là 18 triệu nha các bạn. 18 triệu nha. Tại vì dàn cầu với nóc này là mình làm dàn cầu với nóc đây là dàn cầu này không có 12 triệu các bạn. Nguyên dàn cầu 5 căn Cà Mau, dàn cầu như là anh em làm ở 5 căn là phải 12 triệu. 12 triệu mới làm được dàn cầu này nha. À. Mình bán full combo với là 18 nha. À. Máy này cũng rất là ngon các bạn. Giá này cũng rất là mềm quá, rất là im quá. Tại dàn cầu này, hiện tại giờ anh em Cà Mau làm là mình thì bạn điện thoại bạn biết đó. Bên mình hiện tại nhận cái dàn cầu của máy này là 12 triệu. Những dàn cầu của cái máy này nè. Dàn cầu mà 3T82 thì bên mình lãnh là trọn bộ như vậy là nóc xịn là 12 triệu. Mà mình bán cho bạn full combo như là có 18 triệu ha. Máy 3T82 luôn, mà máy là bao dàn hơi cho anh em luôn. Khỏi chê ha. Đây. Mà chủ nhân xài kỹ nữa, xài xong là chú về là chú treo lên chú cảo lên nè, rồi xúc nước ngọt nữa. Bởi vì cái đường nước của nó rất là thông nha. Đây. À, chụp đuôi chụp bánh chớn gì là làm cái nóc hết nha các bạn. Nói chung cái này là full combo dàn cầu nóc xịn hết nha. À. Cháy nước rồi là hai bên là tiện như nóc làm cái nóc hết. Hơi hám thì ok cho anh em. Máy này rất là nhạy đề nha các bạn. Đến hồi mình đề cho các bạn xem nha. Ngày đầy dữ lắm. Mình bỏ chuyện từng lễ 10 ngày chứ mình ra này ghim bình vô để cái một các bạn. Mấy dòng máy và dân ma 3T nó rất là cái nước đệ nó rất là nhạy. Cái cò xúc bắp là cũng là hàng với nóc luôn nha. Cái nóc nói chung là nóc hết các bạn. Rồi cái co e rồi, nóc hết. Rồi full combo em nói đi là 18 triệu các bạn. Anh em nào cần có nhu cầu thì alo nha. Số điện thoại thì mình để dưới tiêu đề nha. Rồi. Chuẩn bị ghim cái bình vô đề cho các bạn xem ha. Hơi của nó rất là ngon nha. Hồi nó kêu cà sèn là lý do là mình cảo được nó dây xích đó bạn. Nó kêu sèn sèn nha. Chứ máy này thì nó chạy lệm gu luôn nha. Tại vì hồi mình chạy có thể là nó kêu cà sèn là lý do nào mình còn xích này bạn. Tại vì đang cảo lên nè. Cảo lên hồi chạy nó kêu sèn sèn nha. Chứ máy này thì bảo hành anh em là ok 100% luôn nha. Đây. Dàn mạ 3T82 25 PS của 2008. Đó, cáo luôn nha bạn, để chuẩn bị đèn nha bạn. Chiến dịch hiện dịch cái nóc xịn luôn nha. Máy đề rất là nhạy nha bạn. Đề nhẹ cái chạy nha. Còn con ma 3T này thì nước đề rất là nhạy. Hơi hám thì anh em khỏi chê nha. Đây. Còn em gu bà gu nha, đi đổ miếng khối nha các bạn. Do cái máy nó kêu cà sèn là mình nó nằm ở trên cảo nha, nằm trên dây xích đó, rồi nó kêu cà sèn nha. Cái máy này thì nó rất là im gu các bạn. Đó, dần hơi thì bảo hành anh em.